vậy? Mày giao. Mày giao? Ừ, dân Cần Thơ mày giao vậy á. Chào mọi người. Phi hôm nay trong phim này thì Phi sẽ đảm nhận vai Phát, một người lái xe lam, hip hop các thứ, và là nguyên nhân để gây ra một số chuyện rắc rối trong suốt câu chuyện trong phim này. Rất là sợ, phải nói là tất cả diễn viên ngồi trên xe lam rất là sợ, bởi vì á, Hoàng Phi học lái xe lam trong vòng thời gian rất là lâu, 6 ngày. Ngày đầu tiên đi quay, cảnh đầu tiên xuống ruộng luôn. Xíu là tắt ruộng rồi. Mới đầu thẳng khen chiếc xe là đẹp quá, khua quá, leo lên. Khua chiếc xe xấu quá, chạy đi ghê. Thật là tởm chứ. Hôm qua em đi cái xe cả ngày xong quỷ. Quay xong cái set đấy xong về. Cái xe đó giống như xe phim tờ tiền sử á, nó chạy bằng sức người, bốn người đẩy, hai người thắng. Hôm nay thì Đáo Hoàng Phi ăn rất là nhiều sâu, sâu bộ. Và cái người mà nguyên nhân gây ra đó là Mai Thế Hiệp. Mai Thế Hiệp đổ sâu bộ lên người của Hoàng Phi. Cái cảnh chỉ cần đổ sâu vô người thôi. Anh đổ vô tới miệng rồi.